Kính chào quý vị, Destiny đang có mặt tại căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở Norfolk, Virginia và sẽ bước lên hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman CVN-75. Hiện nay, đây là một trong 10 hàng không mẫu hạm hiện đại và bậc nhất thế giới của quân đội Hoa Kỳ. Kính mời quý vị cùng Destiny tìm hiểu về lịch sử của chiếc hàng không mẫu hạm này. Hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman khởi công vào ngày 25 tháng 4 năm 1989 và được đưa vào sử dụng ngày 25 tháng 7 năm 1998, trị giá 4.5 tỷ US dollars và được chọn đặt tên theo vị tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, ông Harry S. Truman. Ông là người từng tham gia trong quân đội và trở thành tổng thống vào những năm tháng gây coi nhất của đệ nhị thế chiến. Chính ông là người đã cho ném hai trái bom tại thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản nhằm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài một cái tên khá đặc biệt, Hàng không mẫu hạm USS Harry S Truman còn là một hàng không mẫu hạm của lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân với một hệ thống radar hiện đại nhất. Đây chính là trung tâm chỉ huy của hàng không mẫu hạm. Có rất nhiều anten dùng để định vị, theo dõi các tàu thuyền máy bay xung quanh, thu nhận tín hiệu và là nơi mà thuyền trưởng trực tiếp ra lệnh điều khiển hướng di chuyển, tốc độ của tàu. Nơi đây cũng chính là trung tâm chỉ huy của các cấp đô đốc chịu trách nhiệm cho cả hạm đội. Tàu có hai loại phản ứng hạt nhân và bốn động cơ, giúp tàu có khả năng đạt vận tốc đến 56 km h và hoạt động liên tục trong vòng 20 năm mà không cần phải nạp nhiên liệu. Tàu dài hơn 333 m rộng hơn 78 m và có thể mang 90 các loại máy bay chiến đấu trên bông. Việc cất cánh và hạ cánh trên bông tàu rất nguy hiểm, nên cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của rất nhiều người và rất nhiều hệ thống máy móc nếu như cần phải có một lực rất lớn để cất cánh trên một đường băng khá chật hẹp, thì khi hạ cánh, các phi công phải thả ra một cái móc ở cuối đuôi máy bay. Cái móc này sẽ móc vào bốn sợi dây cáp ở cuối đường băng để máy bay dừng hẳn. Nếu móc không trúng, thì phi công phải cho máy bay bay thêm một lần nữa để hạ cánh lần hai. Những hàng không mẫu hạm như thế này thường được mệnh danh là thành phố trên biển cả, vì nó là nơi sinh hoạt cho khoảng 5-6.000 người trong nhiều tháng liền tại căn cứ hải quân, chúng tôi có dịp tiếp xúc với trung tá hải quân Nguyễn Anh Tuấn. Xin kính chào khán thính giả của đài SBTN. Lúc tôi 21 tuổi thì vào quân đội hải quân Hoa Kỳ thì bộ đồ trắng cũng rất là rất là đẹp. Mong có cơ hội để học hỏi và đi du lịch. Nhưng sau 29 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ thì chánh nghĩa của người Hoa Kỳ là để tranh đấu dành cho sự tự do và sự bình đẳng không những cho người mỹ mà cho tất cả nhân loại tại vì đất nước này đã có tự do và bình đẳng những lời tôi có thể khuyến khích những em thế hệ sau đây là cơ hội để chúng ta trả lại được cái món nợ mà ông bà cha mẹ mình đã có cơ hội đã qua được cái đất nước này để hưởng được cái sự tự do và sự bình đẳng nếu các cha mẹ muốn Tìm hiểu thêm về quân đội Hoa Kỳ thì có thể liên lạc đài sb Hoặc là liên lạc Hội Quân Nhân Mỹ Cấp Việt Thì anh chị em chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời những câu thắc mắc của các quý vị Có thể nói, hàng không mẫu hạm là biểu tượng sức mạnh của quân đội nói chung Và hải quân nói riêng là niềm tự hào của một đất nước Nó là loại tàu chiến mạnh nhất Và được xem như một căn cứ quân sự di động nổi trên biển Có thể giúp triển khai quân đội trên không bất cứ lúc nào và đi đến bất cứ vùng biển nào. Cộng đồng người Việt chúng ta cũng có một niềm hãnh diện rất lớn là vừa qua chúng ta đã có tám sĩ quan người Mỹ gốc Việt vừa tốt nghiệp tại học viện Hải quân Hoa Kỳ. Chúng ta cũng không quên cảm ơn đất nước đã cưu mang và cho chúng ta có cơ hội thực hiện ước mơ của mình và xin chân thành cảm ơn những người đã và đang phục vụ để bảo vệ nền tự do và hòa bình cho nhân loại. Destiny Nguyễn tường trình cho SBTN từ Virginia.